Vâng ạ. Và sản phẩm vừa mới về bên ô tô Duy Tâm nữa. Hôm nay Tâm lập tức sẽ chào bán cho nhà mình để nhà mình biết là bên Tâm có những sản phẩm như thế nào ha, và tìm kiếm đến ô tô Duy Tâm để lựa chọn cho gia đình mình một sản phẩm. Đây là chính là con xe rất là sang luôn ạ. Sedan. Đây là con Chevrolet Cruze 2013 số sàn bản đủ. Động cơ là 1.6 máy xăng. Quá đẹp luôn đúng không cô chú chị? Được lên đèn nè. Đèn nhìn như là đèn Audi luôn ha. LED nè, nói cái bộ đèn này không là biết bao nhiêu tiền mà nói. Đèn LED nè. LED trước và LED sau luôn nha. Đèn nó quá ngầu, tuyệt vời. Được sở hữu là màu trắng. Biển số 60A03948. Chevrolet Cruze LS. Số sàn bản đủ. Động cơ là 1.6. Xe mới quá cô chú anh chị ơi. Xe này bên Tâm bán là 255 triệu nha. 2013 255 triệu. Cô chú anh chị mà thật sự có nhu cầu thì hãy điện bên Tâm nha. Xe này nó đẹp và nó mới, trời ơi nó mới ưng ý luôn, nhìn vô cái xe là chịu liền. Chạy ngon, nội thất nó leng keng. Có màn hình rồi, có cam lùi rồi. Đèn LED trước và LED sau luôn. Đó, anh chị mình thấy không? Đăng kiểm còn tháng 10 2022 ha. Vỏ lốp thì cũng còn 60%, 70-80% gì đó. Có thắng ABS luôn nha. Mới ghê. Xe mới lắm nha quý vị, rất là mới luôn à. Nước sơn là không có vết trầy luôn, mà sơn riêng còn rất là nhiều. Xe được trang bị đèn đẹp lắm. Đèn là đèn hâu đầy luôn. Có kiểu dáng á, kiểu dáng á. Đồ đạc của nó nhìn nó mới ghê. Có cảm biến lùi luôn nha. Có máng che mưa, tay nắm cửa. Có màn hình. Ghế là ghế bọc da. Vỏ lốp cũng còn ngon lắm chứ không phải vỏ còn bèo đâu. Vỏ ngon nè. Đây, mình thấy vỏ ngon không? Gầm bệ nè. Nhìn đã lắm. Nhìn cái xe rất là duyên. Nhìn cái xe là chịu liền nha quý vị. Gầm bệ là cực đẹp. Đèn đuốc à, quá sáng luôn. Tuyệt vời luôn. Đây nhà mình coi nè, nội thất nè. Xe chạy hiện giờ là đồng hồ hiển thị 70.000 nha. Có một số anh em á lưu ý giúp Tâm. Nghĩa là Tâm mua xe này nè, nó đang báo 79.000. Thì Tâm báo lại cho anh em 79.000. Còn cái chuyện đúng hay sai á thì mình chỉ có đi vô hãng hoặc là tới thợ chép ra lịch sử á thì mới biết được thôi. Và có cam lùi luôn nha. Chứ còn bây giờ thử dụ như xe này đang trên đồng hồ 79.000, chả nhẽ Tâm nói là 200.000 hoặc 300.000 thì Tâm đâu có nói là đồng hồ này đúng hay không đúng đâu. Hiện giờ là trên đồng hồ đang hiển thị 79.000 nè. Nhưng mà xe rất là đẹp. Máy móc là còn nguyên rin luôn. Hai cái phế hoa lăng này chưa có dấu hiện một miếng mòn nào luôn. Đó. Nút kèn cũng chưa có mòn luôn. Hoa lăng nè, hoa lăng đẹp dữ lắm. Đó, odo đang hiển thị 79.000 nè. Thấy không? Cũ số nè. Và đồ đàn của nó nè, có chỉnh đèn cao thấp luôn ha. Có lắp cửa, có nói chung là có nhiều thứ. Có túi khí an toàn, có thắng ABS. Ốc tán của nó còn chấm sơ kiểm định hết luôn, mới tin nè. Xe khá là đẹp nha cô chú chị. Ba cục cao su mà còn dày cui luôn. Và cái tắp bi cửa nè, nhìn mới ghê á. Nhìn đồ đàn của nó, xe đẹp lắm. Xe đúng đẹp luôn. Thì nhận được một ông anh, ổng nhường lại cho con xe này. Thật sự là ưng ý nha. Nhìn cái xe quá ưng ý luôn. Nó đều lắm cô chú chị ơi. 255 triệu nha. 255 triệu, có ngay con Cruze 2013. Động cơ là 1.6. Mới tin nè. Nhìn cái xe ưng lắm. Đây, cô chú chị coi ha. Cái xe nè, nhìn rất là ưng. Mới nó đều hết vậy đó. Qua lăng cũ số, nhìn qua lăng cũ số là mình biết cái xe này chạy nhiều hay chạy ít nha.
nó chưa có dấu hiệu mòn gì luôn, hai công tắc đèn rồi. Đây là chén cửa ha, là máng che mưa ha, mạ cà rơm luôn. Mấy cái viền này là viền inox hết nha. Gia chủ này cũng thuộc dạng dọn xe rất là khéo luôn, dọn xe cực khéo luôn. Đổ xăng, đổ cọ, mở lóc cửa là đây nha cô chú chị. Đó, chừng nào mà mình tắt chìa khóa thì cái đó rút chìa khóa ra nó mới nhảy lóc cửa lên. Còn lúc mình đang chạy và hoặc là máy đang nổ là mình phải bấm cái nút đó mới mở xăng được, mới mở cửa được. Đó, lóc cửa là nằm trên đó đó. Xe đẹp ghê, ốc tán nè, chưa tháo gì hết, còn chấm sơn hết nè. 255 triệu, có ngay con Caru 2013, số sàn bản đủ, động cơ là 1.6, xe đang ở một cái tình trạng cực đẹp. So với những cái xe đồng trang lứa là đây là con xe rất đẹp nha quý vị, đây là con xe rất đẹp nha. Bởi vì sao mà cứ xe nào tao cũng nói đẹp, bởi vì tao lựa xe đẹp không mà, xe dập dập tao đâu có lấy đâu. Nó mới lắm, nó đều quá nè, vỏ lốp nó cũng còn dày cui, vỏ cơm hô, vỏ cũng còn dày lắm. Chiếc xe khá là cứng à. Nội thất là đẹp. Ốc ốc tán nè, mới tinh. Mấy tấp bi nè. Thật sự là mới. Mới ghê. Keo chỉ nè. Xe đã đều lắm. Xe này anh chị nào mà lên coi thực tế là ưng liền. Bán 255 triệu nha. Xe này bây giờ nếu mà anh em giao nhau cũng cao, tại xe đẹp quá mà. Tiền nào của đó cứ thêm 10 mấy triệu nữa mua hẳn con xe đẹp đi cô chú anh chị ạ. Chứ mà bớt đi 10 mấy triệu về mua xe xấu quá về đi chán, về sửa chữa rồi đầu tư riết là còn hơn cái số tiền đó nữa. Xe này người ta đang xài nè, nên có cái ghế tựa lưng rồi còn y hết, người ta cho theo hết, ta không có lấy gì lại hết. Mới rồi. Ốc tán nè. Tắp bi rồi nè. Thật sự là xe đẹp. Ôi xe đẹp lắm. Và anh chị cô chú mình cứ để ý ha. Con xe đẹp thì tâm nói đẹp. Lên mà cứ không đúng vậy tâm chịu, tâm phụ tiền xăng cho. Đây là một con xe rất là đẹp. Tâm rất là tự tin sản phẩm này. Khi mà bàn giao cho bà con của chú chị. Đây, cái đồng hồ này nó báo cửa mở không mở là báo điện tử luôn ha, báo cái hình xe luôn. Nhìn nó sang ghê. Xe đẹp lắm, sang trọng lắm. Từ trong ra ngoài tâm thấy nó rất là duyên dáng. Thứ nhất là cái chất xe nó còn cứng, thứ hai nữa là gia chủ này cũng chịu đầu tư, nên nhìn vô cái xe là mình cảm thấy có cảm tình liền luôn. Mở cái máy lên nha. Máy chưa rửa chưa chùi hết mà nhìn thấy nó khô ren à. Nhìn cái máy nó khô ráo lắm. Đây cái máy này. Nó rất khô ráo nè. Quá nè. Nước nghe nhìn còn mới,
theo chỉ là đủ hết nha. Cái máy này chưa được thời qua lau chùi rửa đá nữa đó, mà nhìn nó khô ren à. Máy là bảo đảm máy riêng rồi đó, ốc tán nè, còn cách sơn hết. Nhìn chung thì cái xe rất là đẹp, tổng thể á thì từ trong ra ngoài luôn, Tâm thấy cái xe này nó đẹp, nó đều, đều quang luôn, không có một cái điểm yếu, điểm khuyết nào để chơi hết á. Có điểm yếu là Tâm báo luôn, để cô chú chị đi đường xa về cũng đâu có mua đâu. Nên đa phần xe Tâm mà đã đi thật sự mà ngồi đi coi và đi mua á, là đến là sẽ mua, chỉ trừ khi đi coi thì về tính lại á, và chưa có mua ở đâu hết á, hoặc là sẽ không mua thì mới không mua thôi. Nghĩa là cái khách mà đến để chốt xe á, bên Tâm á, là trên 80% đi đến coi là chốt, bởi vì thứ nhất là sản phẩm thanh tả là hầu như là nó đúng cái mức độ là tuyệt đối rồi. Tâm tả sao là cái xe như vậy ha, đẹp xấu lỗi không lỗi, máy móc êm hay kêu hay vỏ lớp hay mọi thứ, giấy tờ pháp lý thì khỏi phải nói rồi, cái đó bỏ qua bên đi. Còn nói về chất lượng xe và kiểu dáng đời, máy móc nội thất ngoại thất là Tâm tả cụ thể luôn, rất là cụ thể cho cô chú anh chị mình nắm bắt luôn. Nên đã đến với ô tô Di Tâm rồi, xem xe rồi, chạy thử rồi, thì Tâm nghĩ là chỉ còn cái chốt thôi, chứ không có còn chê được cái sản phẩm nữa. Bởi vì ở trong đây Tâm tả đúng và tả thật, Tâm không có dùng app và Tâm không cũng nói quá, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là những sản phẩm bên Tâm á, nó rất là trung thật luôn, hầu như là Tâm không có bồ phép hết, mua sao để vậy, cùng lắm là rửa sơ xà bông cái bán, và đặc biệt là rửa nước thuốc, rửa quá chất là Tâm không có làm. Nên cái chất của xe bên Tâm á, nó cũng hơi cũ cũ à, nó cũng hơi mộc mạc à, chứ nó không có lộng lẫy và nó kêu xa, nó không có như những cái chỗ khác, những cái xe khác ha. Tâm không muốn nói đến ai hết, mà Tâm nói đến sản phẩm của mình và cách làm của mình thôi. Xe Tâm là nó rất là mộc mạc và nó thật ha, và lỗi thì Tâm nói lỗi luôn trên video cho cô chú chị mình dễ tìm, dễ mua, dễ tính ha. Con xe này là con xe không lỗi từ đầu tới đuôi luôn, keo chỉ là rin hết, cửa cốp capo là rin hết, keo chỉ không móc phần nào, máy móc còn rin nguyên, và đèn là có vô được full đèn led trước và led sau. Rồi, giấy tờ pháp lý là chính chủ, công chứng mua bán, hỗ trợ rút hồ sơ. Rồi, nước sơn rin còn rất là nhiều, vỏ lớp thì còn dày, gầm bệ là không có mục, nội thất đẹp, qua lăng cũ số đẹp, máy móc im, có màn hình, có cam lùi, ghế bọc da, mọi thứ là nó hoàn thiện đến mức độ tuyệt đối rồi. Cô chú chị mua về không có 1.000 luôn, riêng con xe này không có 1.000, chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Tâm chốt cho nhà mình luôn là 255 triệu, Chevrolet Cru 2013, số sàn bản đủ, 255 triệu, xe rất đẹp nha cô chú chị. Liên hệ trực tiếp với Tâm để được sở hữu em nó nha, 0974 835522, hoặc là 0917 215512, có ngay con Cru 2013, số sàn bản đủ, 255 triệu. Tâm xin chào cô chú chị bà con, hẹn gặp lại bà con một ngày gần nhất, để có dịp chúng ta sẽ giao lưu mua bán trao đổi ha. Em xin kết thúc video ở đây ạ.